Từ cuối tháng 11 năm 2017, cầu Phú Xuân bắc qua sông Hương tại vị trí km 825-390 thuộc tuyến quốc lộ 1A qua trung tâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được rào chắn phân luồng giao thông để thi công mở rộng. Công trình sửa chữa, mở rộng cầu Phú Xuân do Cục Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9 năm 2018 sẽ hoàn thành. Theo đó, công trình bổ sung mũi nhịp 2 dầm, mở rộng khổ cầu từ 17,4 lên 19,4m, phần mặt cầu xe chạy từ 12 lên 16m, thu hẹp lề bộ hành mỗi bên từ 2,7 xuống 1,7m, trắng vá dầm bong vỡ, lớp bê tông bảo vệ, sửa chữa, bổ sung dầm ngang, thay thế các khe co giãn hư hỏng bằng khe thép răng lược, thay thế hệ thống lan can tay vịn, thay bó vỉa hè cũ bằng đá xanh đen và thay thế hệ thống cột đèn chiếu sáng. Dự án nhằm xử lý các điểm hư hỏng cục bộ, mở rộng mặt cắt ngang của cầu để đảm bảo giao thông, duy trì khả năng khai thác công trình. Đơn vị thi công đang thực hiện đó là mở rộng mặt đường xe chạy của cầu Phú Xuân. Đơn vị thi công đang chắn rào chắn đảm bảo an toàn giao thông để phân luồng trong quá trình lưu thông, như đề nghị bà con chọn các hướng qua cầu Giao Viên hoặc cầu Trang Tiền để nó giảm bớt ách tắc giao thông ở trên cái cầu Phú Xuân, để thực hiện cho đơn vị đảm bảo thi công đúng tiến độ. Trong thời gian thi công, xe tải và xe khách trên 30 chỗ ngồi cấm lưu thông qua cầu. Riêng xe khách dưới 30 chỗ ngồi và xe buýt cấm qua cầu vào giờ cao điểm từ 6 đến 8 giờ sáng và 16 đến 18 giờ chiều. Việc thi công mở rộng cầu khiến cho làn đường bị thu hẹp nên lưu thông qua cầu Phú Xuân vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc.